Thì người chơi guitar và bass thường gặp khó khăn trong việc nhớ vị trí nốt nhạc trên đàn nhiều hơn so với dân piano và keyboard. Lý do tại sao? Lý do là do cấu tạo của nhạc cụ. Thì một nốt trên đàn guitar, ví dụ nốt đô này, thì có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Ví dụ tôi chơi nốt đô này ở đây, nhưng tôi cũng có thể chơi nốt đô đấy ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy. Vì vậy thì cái việc tìm thế tay phù hợp để chơi đây đàn guitar hoặc là đàn bass thì nó khó khăn hơn so với đàn piano khá là nhiều. Hơn nữa, guitar và bass không có phím đen, phím trắng. Việc tập nhớ nốt hoặc là xác định cái vị trí của nốt nhạc trên cần đàn cũng mất rất là nhiều thời gian. Nhất là đối với những cái người mới tập. Thì nhìn vào tab thì người ta có thể ngay lập tức biết phải chơi cái nốt nhạc nào tại chính xác vị trí nào, phím số mấy trên dây số mấy. Thì tất nhiên nếu người soạn tab mà không để ý tới thế tay thì các bạn chơi guitar và bass vẫn cứ phải tự xếp ngón lại như bình thường. Thì nhìn qua hình dạng thì chúng ta có thể thấy là cái tab nó rất giống với khung nhạc, cũng gồm các cái dòng kẻ song song. Và điểm khác là chúng ta không thấy các cái đàn kiến quen thuộc ở trên đó nữa. Đàn kiến đây tức là các cái nốt nhạc, mà thay vào đó là các cái chữ số. Thì mỗi dòng kẻ đó chính là một dây đàn. Tùy vào số dây đàn và số lượng dòng kẻ có thể là từ 4, 5 với đàn bass hoặc là 6, 7 với đàn guitar. Dòng kẻ trên cùng tương ứng với dây đàn cao nhất. Tương tự như thế, dòng kẻ dưới cùng tương ứng với dây đàn thấp nhất của guitar và bass. Thì các cái con số viết trên cái dòng kẻ nào thì biểu thị phím đàn tương ứng trên dây đó. Ví dụ như trên hình thì tôi thấy dòng kẻ số 1, dòng kẻ số 1 thì ghi là số 2, thì tôi bấm vào phím 2 trên dây số 1. Tương tự như thế, cái dòng kẻ số 2 nó ghi là số 3, thì tức là tôi bấm vào phím 3 trên cái dây số 2. Tương tự như thế, tôi sẽ bấm vào phím 4 trên dây số 3. Và cuối cùng là dây buông. Tôi đánh dây buông ở cái dây chậm nhất cuối cùng, dây mì. Thì từ trái sang phải là cái trục thời gian. Bạn sẽ cần chơi lần lượt các cái nốt từ trái sang phải như trong cái tab mẫu trên hình. Vậy thì làm sao để nhận biết được trường độ trên tab? Nếu người ta viết tab lên phần mềm soạn nhạc hoặc là văn bản thì tương quan về cái trường độ giữa các cái nốt sẽ thể hiện bằng cái khoảng cách từ con số này đến con số kia. Còn ai cẩn thận thì ghi thêm các cái trường độ nốt ở phía trên, ký hiệu bằng các cái chữ cái tiếng Anh, ví dụ như là Q, E, S tương ứng với quarter có nghĩa là nốt đen 1/4, E tương ứng với S có nghĩa là nốt 1/8, nốt móc đơn, và S thì tương ứng với nốt với cả là 16 có nghĩa là nốt 1/16, tức là nốt móc kép. Thì một trong những phần mềm hỗ trợ đọc và soạn thảo nhạc trên dạng tab tốt nhất cho dân guitar và bass là phần mềm Guitar Pro. Các bạn có thể tìm trên mạng hoặc là download về dùng thử. Thì trên Guitar Pro thì trường độ của các cái nốt nhạc được ký hiệu bằng các cái vạch thẳng đứng tương tự với cả cái đuôi nốt nhạc, và kết hợp với cả các cái vạch nằm ngang có vai trò như tương tự như kiểu dấu móc trong cách ký hiệu các cái nốt nhạc. Và các bạn hãy xem ví dụ ở trên hình thì từ trái sang phải là các cái trường độ quen thuộc. Đầu tiên là nốt tròn, tiếp theo là nốt trắng, tiếp theo nữa là thứ ba là nốt đen, thứ tư là nốt móc đơn, thứ năm là móc kép, thứ sáu là móc tam, và thứ bảy là móc tứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì việc biểu thị dấu lặng được giữ nguyên từ bên bản nhạc thường B sang. Thì trên hình là các cái dấu lặng có trình độ tương ứng với ví dụ vừa rồi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy.